xin chào tất cả các quý khách hàng nói chuyện. Đến buổi chiều bên nhà hàng Phúc Hải Thán em lại đóng tiếp tục 10 kg tôm bông nhá. Em đóng đi lên thành phố Việt Trì anh chị ơi. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng các chị có tin tưởng và ủng hộ. Chúng ta tươi ngon luôn anh chị ơi. Đây là tản tiệc tiệc anh chị nhá. Tản tiệc này ăn liên hoan gia đình rất là tuyệt vời chị. Cô đùm bông nhũ phô mai với phô mai hoặc là ăn gỏi rất là ngon anh chị ạ. Đùm bông này tăng giá rất rẻ. Đó, cũng chỉ có 1 triệu đồng trên 1 kg thôi anh chị ạ. Chị có nhu cầu liên hệ qua số hotline 0945 308 6668 nhé.